Vâng, em xin chào quý vị. Đấy. Hôm nay thì em lại có một cái bàn DJ nha, để cho mọi người về bày biện ở trên các cái sập vụ, các cái tủ chè trong các cái quán cà phê. Ai thích thì có thể bày những cái này lên để làm thành một cái không gian đặc sắc cho cửa hàng chúng ta nhá. Đây là một cái bàn DJ của Pioneer. Bàn DJ này thì nó có tên là cái gì đây? Chưa nhìn thấy bàn tên bàn đây Remix Control Mixer đấy, Remix Control Mixer model là MXR9 nhá. Đấy, một cái bàn DJ của Pioneer đấy. Như quý vị đã từng thấy những các cái clip mà các cái nữ DJ rồi những các cái DJ người ta thao tác bàn phím như này, quay cái xong sẹt cái xong vận cái này, thì đây là chính là một cái bàn mixer như thế nhá, kiểu một dạng bàn thì DJ đấy, gì này xoáy này để làm thành những cái hiệu ứng âm thanh khác nhau, éo 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 gì gì đấy đấy. Vâng đấy nhá, đây đấy, thì cái bàn mixer, cái bàn DJ này của Pioneer này nó có chiều ngang ở đôi khoảng 27 cm, và chiều dày độ sâu khoảng tầm 20 cm, và chiều dày nó khoảng tầm đáy nhỏ, và cái chiều dày phía dưới đây nó là khoảng tầm 4 cm, còn chiều dày phía trên đây nó khoảng tầm 8 cm đấy. Đấy nhá, màn hình của nó đây. Đây là cái dây cáp để nó cắm vào cấp điện thì đấy. Vâng. Đấy nhá. Cái này thì em cũng không có cái đồ để thử nên em cũng chỉ biết là em bán cho quý vị về trưng bày thôi. Còn ai đã và đang có, ví dụ như có con Bill đời 9 này chẳng hạn, thì có thể là về ghép thêm vào nha, để bày lên cho đẹp hơn. Đấy. Thì còn nếu không thì mang về trưng bày cũng rất là ok luôn. Đấy. Nhìn chơi chơi này cũng rất là chất nha. Đấy, thì em bán con Bill R9 này cho quý vị với giá là đi 890.000. Quý vị nào có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại bên em là 0966 594 581. Địa chỉ vào tại số 57 Nguyễn Hoàng Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Cái này em cũng trao đổi luôn như này để cho mọi người thoải mái này. Cái này em bán là bán trưng bày nhá, không biết sống chết như nào cả. Vì em không có đồ thử, em không biết nó sống chết làm sao, nên em chỉ bán theo kiểu giá, em bán theo giá trị là giá chết và để trưng bày nhé, là 890.000 đồng nhé. Đấy, quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ cho bên em. Đấy. Điện thoại 0966 594 581. Địa chỉ còn tại số 57 Nguyễn Hoàng Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Em xin chào mọi người, xin gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo của bên em.